Rồi, xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cách thay chân chống đứng của chiếc Yamaha Sirius nha. Thì đối với cái việc mà thay chống đứng thì nó cũng quá đơn giản rồi, mình chỉ cần rút cốt ra mình thay anh em. Nhưng mà đối với những chiếc xe mà cái chân chống mà nó bị kẹt cứng trong này nè, nó bị dính trong này nghe, thì mình không thể nào mình đóng nó được đâu. Còn với đối với những chân chống mà cốt nó còn lỏng thì chúng ta tháo cái phe ra, chúng ta đóng một cái là nó ra, thì thay nó quá đơn giản rồi. Còn đối với những chân chống này thì nó cũng hơi khó khăn. Thì mình thấy có một số anh em mà cầm máy cắt vô mình cắt dọc cái này ra, mình lấy nó cũng hơi khó nha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ mấy anh em một cái cách mà mình sẽ dùng cái máy cắt, mình cắt nhưng mà mình lấy ra rất khỏe nha anh em, nó nhanh gọn. Thì đó là cái này mình cũng là góp ý kiến thôi, chứ còn mỗi anh em thì có mỗi cái cách làm khác nhau nha. Thì anh em nếu mà tham khảo thì cái cách nào hay thì mình sẽ làm. Còn ở đây thì mình sẽ làm cái cách này nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy cắt ra, mình sẽ cắt ở dưới này nha anh em, cắt đây xong mình sẽ nại ra. Ở trên này mình chỉ cần tháo cái phe thôi, mình khỏi cần cắt trên này nha, cắt mỗi dưới này thôi đó, là mình sẽ rút ra luôn. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ tháo cái phe trước nha anh em. Mình tháo cái phe trước nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt phía dưới này nha, cắt phía dưới này. Đó, xong rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ dùng cái đồ mình nại cái cây này, nó sẽ ra đây nha. Đó, ra đây, chúng ta rút xuống. Đó, này thấy không? Thì cái bát này nó hơi cong thôi, lát còn lấy đồ mình gõ lại nha. Đó, thấy không? Rất khỏe nha anh em, chúng ta không cần cắt cái này đâu nha. À, cái này bây giờ nó hơi cong rồi, anh em sẽ lấy đồ gõ là xuống là ok rồi. À, bây giờ mình sẽ ráp cái này vô nha. Đó, như vậy là cái video mình hướng dẫn cho mấy anh em cách cắt cái cốt rồi ra đến này kết thúc nha. Rồi, xin chào tất cả mấy anh em nha.